trả trước 700 triệu đồng nhận nhà 4 tầng xây mới lại về ở ngay sổ hộ khẩu Hà Đông có không ạ? Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay ở một căn nhà dự án 2 căn thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với hai căn nhà này giá bán hơn 1 tỷ và cái diện tích 31m2, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Hai căn nhà này đã hoàn thiện xong hết. Theo như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay ngõ trước nhà 1m8, cách đường ô tô đi lại 20m, giao thông đi lại thuận tiện. Với vị trí ngôi nhà này gần gì ạ? Gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông kéo dài. Với cái vị trí này gần với đường Lê Văn Lương kéo dài quý vị ạ. Sổ đỏ, vuông vắn và riêng biệt hai căn nhà khác nhau với hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt. Hình thức thì là xây hai căn liền nhau, tuy nhiên tường riêng, móng riêng, cột riêng. Giá bán hiện tại của chủ đầu tư đang chào là 1 tỷ 750 triệu đồng cho một ngôi nhà 4 tầng cả nhà và đất. Quý vị không nghe nhầm đâu ạ. Giá cả nhà 4 tầng, nhà và đất là 1 tỷ 750 triệu đồng. Ngõ nông, đường thoáng, gần đường ô tô. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể với cái căn nhà này. Hướng nhà là Tây Bắc, cửa chính thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết, vừa mới dọn dẹp vệ sinh công nghiệp, cho nên Ngọc Ánh quay và review cho quý vị. Với 1 tỷ 750 mà ở Hà Đông thì gần như là thấp nhất. Tuy nhiên Ngọc Ánh vẫn còn một căn nhà thấp hơn, 1 tỷ 600 triệu đồng thôi quý vị ạ. Và vị trí của nó thì thuộc phường Biên Giang. Quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì cứ alo ngay cho Nhà Tốt nhé. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 đây là phần phòng khách. Phòng khách nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, diện tích 31m2, vuông vắn, không lỗi phong thủy gì cả. Với cái trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, gạch lát nền, phần sơn. Cơ bản là nhà này quý vị chỉ việc xách vali về và ở được ngay. Trả trước khoảng tầm 700 đến 800 triệu tiền mặt. Phần còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm. Với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Đây là phần sơ qua về phần tầng 1 phòng khách. Đây là phần phòng bếp. Không gian phòng bếp của ngôi nhà rất là thoáng. Phòng bếp, tủ bếp được thiết kế đầy đủ trang thiết bị cho quý vị. Phụ kiện bếp, chậu rửa vòi, rửa kệ, úp bát. Tủ thì thiết kế là tủ gỗ. Mặt bếp ốp đá granite, xung quanh bếp thì là ốp gạch. Với cái căn nhà này, theo như hiện trạng, dọn đồ về ở ngay. 3 phòng ngủ 4 tầng thiết kế khá là hợp lý, không hoàn hảo nhưng hợp lý về cái công năng cũng như cái giá bán quý vị nhé. Ngoài ra phần tầng 1 thì thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh để sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái căn nhà này rất là phù hợp với lại vợ chồng tài chính vừa phải, mà cần hỗ trợ ngân hàng. Hoặc là quý vị nào không muốn vay mà muốn mua một ngôi nhà dưới 2 tỷ, công năng sử dụng hợp lý, 4 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh thì liên hệ ngay với lại Nhà Tốt nhé. Đây là phần trước khi lên tới tầng 2 thì mặt bậc của bậc cầu thang thiết kế toàn bộ là đá granite, đá đen, ổ trắng. Và tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ. Phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách có một cái vách gỗ CNC đây cho quý vị. Nói chung với một cái ngôi nhà giá rẻ như thế này thì nếu như để mong muốn hoàn hảo theo ý mình thì thực tế luôn là không có. Còn nếu như mà để về đánh giá chung thì nó là hợp lý nha quý vị. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với căn nhà này, tầng 2, 3 và 4 thiết kế giống nhau. Mỗi một tầng thiết kế cho quý vị một phòng ngủ riêng. Phòng nào cũng có ánh sáng tự nhiên thiết kế vào trong ngôi nhà. Với phần cửa sổ thiết kế hai lớp, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cũng đều đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Phòng ngủ thì vuông vắn, rộng rãi, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Đây. Cửa thông phòng của các phòng thiết kế đây toàn bộ là cửa gỗ. Phòng vệ sinh thiết kế ở bên ngoài khá là rộng và chi tiết. Đây là phần phòng vệ sinh cho quý vị sử dụng ở phần tầng 2, 3 giống hệt nhau nhé. 1, 2 và 3, mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng vệ sinh riêng. Chỉ có mỗi tầng 4 là không thiết kế phòng vệ sinh thôi mọi người ạ. Đây là phần tầng 2 rồi, mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Một phòng ngủ, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài.
Nói chung là nhà khó như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị như vậy. Từ cái giá bán cho tới cái thiết kế, tất cả mọi cái đều chuẩn chỉnh. Vị trí, đường, hướng, ngõ như thế nào thì cũng quay review cho quý vị rất là cẩn thận và chi tiết. Giá bán thì giá bán công khai, giá bán từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng. Tất nhiên trong cái giá bán đấy thì vẫn có thuận mua vừa bán, vẫn có thương lượng nha quý vị. Đây là phần phòng vệ sinh ở tầng 3. Đây, đây quý vị có thể cảm nhận khá là rộng. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, rồi là hệ thống sen tắm nóng lạnh, thiết kế lắp đặt đầy đủ. Duy nhất tầng 4 thiết kế nó có khác hơn một chút thì mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Trên phía tầng 4 nó có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên phía tầng 4 thiết kế thay vì ở tầng 2, tầng 3 đặt vị trí này là phòng vệ sinh thì ở trên tầng 4 thiết kế ở đây là phần sân phơi nha mọi người. Đây, sân phơi nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Và đây thiết kế thêm cho mình một phòng. Phòng này quý vị có thể để làm phòng thờ, có thể để làm phòng ngủ, tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên, Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại và chia sẻ với quý vị tất cả những video, từ video này cho đến những video về trước và những video tiếp theo thì 100% Ngọc Ánh review là thật. Giá bán chuẩn chỉnh từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng, có thương lượng với quý vị khách hàng thiện chí. Tất cả những căn Ngọc Ánh quay đều pháp lý chuẩn chỉnh, sổ đỏ đầy đủ, ba toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, hiện tại trong kho hàng của Ngọc Ánh có những cái căn nhà 3 tầng giá thấp nhất là 1 tỷ 270 triệu đồng. Quý vị liên hệ ngay trực tiếp với lại nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041414. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.